Xin chào quý vị và các bạn. Ngày chủ nhật cuối tuần, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn chủ đạo là nắng sớm, nắng nhiều và cường độ nắng gia tăng, cục bộ có nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, phía Nam nước ta mưa dông vẫn xảy ra nhiều vào thời điểm chiều tối. Cụ thể, miền Bắc chịu tác động của trường gió phân kỳ hướng Tây Bắc đến Tây nên sáng nay trời có nắng sớm, cường độ nắng tăng mạnh vào trưa chiều. Nắng nóng sẽ xảy ra với nhiệt độ từ 35 đến 36 độ, có nơi còn cao hơn. Với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao 35-37 độ, cục bộ có nơi 38 độ. Ở khu vực Phú Yên đến Bình Thuận, trong chiều tối nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt trong ngày dịu hơn, dao động từ 33 cho tới 35 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Nam, gió Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh lên, khiến cho mưa tăng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Hôm nay mưa có khả năng xảy ra bất kỳ thời gian nào trong ngày. Mưa lớn tập trung ở phía Tây của Tây Nguyên và Nam Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trên biển, hiện cơn bão số 1 vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 cho tới 15km. Đến 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, cường độ bão có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 ở khu vực phía đông của Bắc Biển Đông, gió mạnh lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ngoài tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, thì tại khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 3,5 đến 4,5 mét, biển động mạnh.